Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức giải trí nhanh nhất và chính xác nhất có trong 24 giờ qua. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: bắt gặp Rose đi chơi đâu đó với trai lạ, chẳng nhẽ tìm cảm hứng cho bài hát mới chăng? Jisoo tham quan xưởng may Dior, đẹp đến mức đứng cười cũng thành ảnh tạp chí. Vũ đạo của aespa bị tố đạo nhái Blackpink ITZY, biên đạo đình đám lên tiếng phản biện ra sao? JYP kiếm tiền bất chấp, tung bộ ảnh lịch TWICE chỉ có 8 thành viên, bỏ mặc Jonghyun còn đang bị bệnh. Antifan lấy Nayeon của TWICE ra cà khịa một nữ idol không được IU tặng quà và cái kết đi vào lòng người. Và sau đây là nội dung chi tiết. Bắt gặp Rose đi chơi đâu đó với trai lạ, chẳng nhẽ tìm cảm hứng cho bài hát mới chăng? Rose của Blackpink đã tức tốc quay trở về Hàn Quốc ngày 30 tháng 9 khi kết thúc lịch trình tại Paris. Nhiều người cho rằng cô nàng có lịch trình quan trọng tại quê nhà. Thế nhưng động thái đầu tiên của Rose được fan bắt gặp lại là đi triển lãm. Trong ngày 4 tháng 10, một người hâm mộ đã bắt gặp Rose tại bảo tàng nghệ thuật Liềm Samsung ở Seoul. Đặc biệt, Rose không đi một mình mà còn xuất hiện bên cạnh một nam nhân. Không phải ai xa lạ, đó chính là producer Teddy. Trong bức ảnh được chụp lại, Rose đang chăm chú nghe nhân viên bảo tàng giải thích ý nghĩa của buổi triển lãm. Lâu lâu, Rose mới xuất hiện cạnh một người đàn ông, theo kiểu đi chơi đời thường thế này. Ai nấy đều chắc mẩm việc Rose đi cùng Teddy thì chỉ có thể là một hoạt động liên quan đến âm nhạc mà thôi. Có thể cả hai đi chơi tìm cảm hứng sáng tác, hoặc cũng có thể lên một kế hoạch khác để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới. Nhất là tin đồn Rose hợp tác với IU đang được lan truyền rộng rãi, việc cô nàng xuất hiện cùng Teddy càng khiến fan tin vào điều này hơn. Jisoo tham quan xưởng may Dior, đẹp đến mức đứng cười cũng thành ảnh tạp chí. Những ngày vừa qua thì Jisoo thành tâm điểm nóng trên mạng xã hội khi mà xuất hiện tại Paris Fashion Week. Mọi cuộc gặp gỡ của mỹ nhân Blackpink với thái tử, tập đoàn mẹ của Dior, giám đốc quan hệ công chúng cho đến giám đốc sáng tạo của thương hiệu này đều thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của dư luận. Mới đây, thương hiệu xa xỉ lại cho thấy sự cưng chiều hết mực nàng thơ Jisoo khi mà tiếp tục đưa cô đến thăm các xưởng may và kho lưu trữ di sản của công ty, thậm chí được tận mắt xem những bộ sưu tập chưa công bố. Đáng nói, dân tình chỉ dán mắt vào gương mặt và ngoại hình lộng lẫy của nàng đại sứ toàn cầu. Từ ảnh tĩnh đến video hậu trường lên đồ Dior tung ra, Jisoo khoe trọn vẹn nhan sắc nữ thần ngọt ngào. Từng đường nét đều đẹp đến nức nở. Trong ảnh hậu trường, Jisoo đứng cười mà đẹp như ảnh tạp chí vậy. Khi lên đồ, nữ thần của Blackpink đã biến xưởng may thành sàn catwalk, phô diễn vóc dáng và gương mặt chuẩn hoa hậu. Vũ đạo của aespa bị tố đạo nhái Blackpink ITZY, biên đạo đình đám lên tiếng phản biện ra sao? Tối ngày 3 tháng 10, SM chính thức tung teaser MV mới của aespa mang tên Chavez. Trong đoạn teaser, một đoạn giai điệu và vũ đạo của ca khúc cũng được hé lộ. Vũ đạo của Chavez vô cùng ấn tượng nhưng cũng ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các thánh soi. Nhiều người nhanh chóng chỉ trích vũ đạo của Chavez là hàng nhái của How You Do That của Blackpink và Not Shy của ITZY. Đây đều là những ca khúc nổi tiếng của hai nhóm nhạc nữ đình đám nhà YG và JYP, nên không khó để nhận ra có sự tương đồng ở đây. Điểm trùng hợp là cả ba vũ đạo kể trên đều do một biên đạo dựng là Kien Tutin. Chính vì vậy mà nghi vấn biên đạo này tái chế các động tác được dấy lên. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng, yêu cầu Kien Tutin nên hạn chế hành vi này. Ngay sau đó thì biên đạo Kien Tutin cũng đã lên tiếng phản bác trên story của mình. Ông phản biện như sau. 1. Tại sao tôi lại phải cố tình sử dụng những động tác giống nhau cho các nhóm nữ nổi tiếng cơ chứ? 2. Tôi đã bỏ ra gấp đôi thời gian trong phòng tập để chắc chắn rằng không có gì là giống nhau cả. Tôi đã phác thảo rất nhiều và thay đổi bất cứ thứ gì có thể gây ra sự giống nhau. Các bạn có thể đi hỏi bất cứ vũ công nào của tôi. Mà thôi đừng, vì họ không cần phải tốn thời gian cho những câu hỏi vô lý này. 3. Tôi từng sử dụng động tác đó cho Not Shy chứ không phải sử dụng cho những bài hát khác. Hãy xem quá trình tôi dàn dựng vũ đạo cho How You Do That của tôi trên YouTube. 4. Tôi không có quyền kiểm soát bản quyết định của vũ đạo K-pop cuối cùng sẽ ra sao. 5. Số lượng động tác chỉ có hạn thôi khi họ thuê những biên đạo để cố làm hài lòng bộ máy K-pop. Có những động tác sẽ bị trùng lặp hoặc là tìm ra một hình thức mới hoặc là sống cho nên hồn đi. Bạn nghĩ sao về những lời phản biện này của biên đạo Kien Tutin?
JYP kiếm tiền bất chấp, tung bộ ảnh lịch Twice chỉ có 8 thành viên. Mới đây, JYP đã mở pre-order bộ ảnh lịch Season Greeting dành cho fan Nhật của Twice. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như fan không phát hiện ra điểm bất thường về số lượng các thành viên. Trong các hình ảnh và Good đi kèm được hé lộ chỉ có sự hiện diện của 8 cô gái. Còn Jonghyun, người đang đóng băng hoạt động với nhóm để điều trị chấn thương ở cổ cùng với chứng rối loạn lo âu đã hoàn toàn vắng bóng. Chuyện này đã gây ra sự bức xúc đối với cộng đồng One, đặc biệt là khi fandom của Twice hầu hết đều là OT9, yêu mến tất cả thành viên. Nay Jonghyun bị hắt hủi như thế, One nổi giận cũng là điều dễ hiểu. Rất nhiều ý kiến cho rằng JYP đang ra sức kiếm tiền một cách bất chấp, còn 3 tháng nữa mới hết năm, rõ ràng có thể chờ Jonghyun hồi phục. Nhưng đằng này JYP lại vội vàng tới mức quyết định mặc kệ sự vắng mặt của cô nàng, cứ thế phát hành lịch. Như kiểu là sợ không nhanh thì không kịp thu tiền nữa hay sao? Rất nhiều bình luận bức xúc về cách tư bản JYP bất chấp mà gạt Jonghyun ra khỏi các thành viên đang quảng bá. Cư dân mạng để lại những bình luận như: cái gì cũng muốn, cái gì cũng ham, mang tiếng gà đẻ trứng vàng nhưng nhìn những gì JYP làm cho Twice mà chỉ muốn khóc. Nhiều khi tự hỏi rằng bản thân tại sao lại stan một nhóm nhạc không có tí sự tôn trọng nào từ công ty chủ quản đến như vậy. Anti-fan lấy Nayeon của Twice ra cả khịa một nữ idol không được IU tặng quà và cái kết đi vào lòng người. Những ai theo dõi idol Yebin của DIA có thể dễ dàng nhận ra rằng cô nàng là một fan cứng của em gái quốc dân IU. Không chỉ góp mặt trong những concert của thần tượng, Yebin còn thường xuyên đăng tải những video cover ca khúc của IU trên trang Instagram cá nhân của mình. Tuy nhiên, đây lại là lý do khiến cô nàng nhận về không ít những bình luận ác ý từ anti-fan. Trong video cover ca khúc Between the Leap được nữ idol đăng tải vào năm 2018, một cư dân mạng đã lấy Nayeon của Twice ra để cà khịa Yebin và cho rằng cô nàng không đủ đẳng cấp để nhận được tình yêu của IU. Theo đó, người này đã để lại một bình luận hết sức khó nghe. Bạn có biết IU đã tặng quà cho Nayeon của Twice không? Chỉ những người nổi tiếng mới nhận được tình cảm từ IU mà thôi, không phải bạn đâu, Yebin. Hãy nhìn lại mình đi, trông bạn thật thảm hại. Chỉ vì không đủ nổi tiếng như Nayeon mà nữ idol nhà DAA phải nhận về những bình luận vô cùng tiêu cực. Tuy nhiên, đáp trả lại lời cà khịa từ phía netizen, cô nàng cho rằng mình làm vậy đơn giản chỉ vì yêu mến IU mà thôi. Sau đó thì One, người hâm mộ của Twice đã để lại những bình luận xin lỗi và an ủi Yebin. Không chỉ thế, chính chủ IU còn nhanh chóng nắm bắt câu chuyện và comment thể hiện tình yêu của mình với nữ idol nhà DAA. Màn đáp trả ngắn gọn của cô em gái quốc dân ngay lập tức dập tắt suy nghĩ chỉ những người nổi tiếng mới nhận được quà từ IU của phía anti-fan. Vốn được biết là một nghệ sĩ nữ vô cùng chiều chuộng người hâm mộ, IU một lần nữa khẳng định sự quan tâm của mình dành cho những người yêu mến cô nàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KNews 24h. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại bên dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ KNews 24h nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.